lại nữa thiện hiện người thuyết pháp đối với sáu phép ba la mật đa có phương tiện thiện xảo còn người nghe pháp đối với sáu phép ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp đối với sáu phép ba la mật đa có phương tiện thiện xảo còn người thuyết pháp đối với sáu phép ba la mật đa không có phương tiện thiện xảo hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của Bồ Tát, lại nữa thiện hiện người thuyết pháp đã chứng đắc đà la ni, còn người nghe pháp chưa chứng đắc đà la ni, hai bên chẳng hòa hợp, chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp đã chứng đắc đà la ni còn người nói pháp chưa chứng đắc đà la ni hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp muốn cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người nghe pháp chẳng muốn cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp muốn được cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa còn người thuyết pháp chẳng muốn cung kính sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp đã lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thùy miên trạo cử ác tác nghi cái còn người nghe pháp chưa lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thùy miên trạo cử ác tác nghi cái hai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện người nghe pháp đã lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cử ác tác nghi cái còn người thuyết pháp chưa lìa tham dục sân nhuế hôn trầm thủy miên trạo cử ác tác nghi cái ai bên chẳng hòa hợp chẳng thành sự nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện nếu có người khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa hoặc có người đến nói các việc khổ của ba đường ác nhân đó lại nói đối với thân ấy ngươi nên siêng năng tinh tấn để mau hết sự khổ mà nhập niết bàn vì lý do gì mà lưu lại biển lớn sanh tử chịu trăm ngàn việc khổ khó nhẫn để cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột thì người ấy do lời nói này nên đối với việc sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng được hoàn tất nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện nếu có người khi sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa hoặc có người đến khen ngợi các việc tốt đẹp trong cõi người, khen ngợi các việc thủ thắng diệu ở cõi trời tứ đại vương, trời ba mươi ba, trời dạ ma, trời đổ sử đa, trời lạc biến hóa, trời tha hóa tự tại, khen ngợi các việc thủ thắng vi diệu ở cõi trời phạm chúng, trời phạm phụ, trời phạm hội, trời đại phạm, khen ngợi các việc thủ thắng vi diệu ở cõi trời quang, trời thiểu quang, trời vô lượng quang, trời cực quang tịnh, khen ngợi các việc thủ thắng vi diệu ở cõi trời tịnh, trời thiểu tịnh, trời vô lượng tịnh, trời biến tịnh, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời quảng, trời thiểu quảng, trời vô lượng quảng, trời quảng quả, khen ngợi các việc thù thắng vi diệu ở cõi trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, trời sắc cứu cánh. Khen ngợi các việc thủ thắng vi diệu ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Nhân đó lại nói: tuy ở dục giới thọ các dục lạc ở sắc giới thọ các vui tịnh lự ở vô sắc giới thọ cái vui tịch định nhưng chúng đều là pháp vô thường khổ không vô ngã bất tịnh biến hoại là pháp tận diệt pháp tàn tạ pháp xa lìa pháp hủy diệt đối với thân này ngươi cần gì tinh tấn chỉ thủ quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác để nhập niết bàn rốt giáo an lạc chứ cần gì phải ở trong cõi sanh tử luân hồi lâu xa vì người khác mà chịu các khổ não vô ích để cầu đạt đến quả vị giác ngộ cao tột người ấy do lời nói này đối với việc sao chép thọ chỉ đọc tụng tu tập tư duy diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng được hoàn tất thì nên biết đó là ma sự của bồ tát